Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Chào quý vị và các bạn. Bước vào giai đoạn cao điểm mưa lớn, ngày hôm nay khu vực Trung Bộ đã ghi nhận nhiều nơi mưa tới hơn 300mm như là ở Quảng Ngãi, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Vùng trọng tâm mưa đó là Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Dự báo là tiếp tục có mưa to đến rất to ít nhất là trong 3 ngày tới, với tổng lượng mưa dự báo là từ 300 đến 600mm. Các nơi khác ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên cũng như là khu vực Tây Nguyên, đêm nay và ngày mai cũng còn mưa to. Ngoài lũ lớn, ngập úng thì nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất cũng dễ xảy ra ở vùng núi của khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Ở khu vực Nam Bộ thì số điểm mưa to ngày mai dự báo ít hơn nhưng cần phải đề phòng với dông lốc và gió giật mạnh đi kèm. Khu vực duy nhất có nắng trên cả nước vào ngày mai là khu vực Bắc Bộ. Buổi sáng trời se se lạnh, đến trưa thì nhiệt độ sẽ tăng lên theo nắng. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác sẽ là từ 28 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khắp các vùng biển từ ven bờ ra đến ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy, biển động. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.